Mọi người nếu có thể thì mọi người bật mic nhé, vì trong quá trình học mọi người có thể interrupt mình bất cứ lúc nào để có câu hỏi hay là trao đổi á, thì yêu cầu mọi người nên bật mic, trừ khi là mọi người đang ở một chỗ nó quá là ồn mà đấy. Còn nếu mọi người ở nhà hoặc là chỗ nào đó mọi người có thể không bật cam nên bật mic để tiện trao đổi. Mọi người có thấy màn hình mình xem nè? Thấy rồi thầy ơi. À, thấy rồi thầy. Ok. À, nói học lên thì nó sẽ đỡ mình hiểu thanh đó. À, mình giới thiệu bản thân mình là Hưng. Mình trông trẻ trẻ nhưng mà mình cũng không trẻ lắm. Mình bách khoa Hà Nội khoảng 13 năm trước, sau đó thì mình cũng đóng với nhiều bạn nên mình cũng qua liên quan đến rồi sau đó mình cũng làm hết. Và bây giờ thì làm SAI thì mình cũng có một sở thích nữa là mình cũng thích tư tưởng chính trị, nên là các bạn nào mà thích thi chính trị những cái mà có thể liên quan nhất thì mình cũng có thể chia sẻ được tư tưởng vậy đấy, cho nó đôi lúc cho nó vui vui vậy. À, mình sinh năm 84, lớn tuổi hơn một số bạn, còn bạn nào lớn hơn nữa thì mình biết để xưng hô cho nó tiện. Mình sẽ giới thiệu về cái khóa học này. À, bạn Thanh kêu mình trẻ, đúng là ai nói vậy, nhưng mà thực ra thì mình cũng không trẻ lắm nữa. Thì chắc mọi người cũng đã biết thông tin là cái khóa học của mình là nó 30 tiếng đồng hồ. Thì sau khi hỏi ý kiến mọi người thì mình sẽ đẩy nhanh tiến độ bằng cách là mình sẽ học mỗi buổi 3 tiếng đồng hồ. Thì các bạn cứ yên tâm là 2 tiếng đồng hồ hay 3 tiếng đồng hồ thì nội dung cũng vẫn thế. Tức là nếu mà 3 tiếng thì mình đi nhanh hơn. Lượng kiến thức trong một buổi học nó nhiều hơn một xíu, nhiều hơn so với 2 tiếng, nhưng mà 2 tiếng hoặc 3 tiếng thì toàn bộ nội dung mình đều đi qua hết. À, thì cái buổi học Kubernetes này là nó cũng về nên là sẽ có lab khá là nhiều, nên là mình cũng làm việc với trung tâm để các bạn sẽ có được cung cấp, bên INET sẽ cung cấp cho các bạn server của các bạn lab. Thì buổi hôm nay là buổi đầu tiên đấy, thì mình sẽ đi chuyên về giới thiệu khóa học và một chương nữa về về gọi là cơ bản bắt đầu về giới thiệu về Kubernetes, nên là hôm nay sẽ không chưa có lab, nhưng mà từ buổi sau rồi đi là sẽ bắt đầu có lab rồi. Mọi người nhớ trao đổi được không, nghe rõ không nhỉ? Mọi người nghe rõ không? Nguyễn hay cái gì đó thì cho nó đỡ. Em nghĩ mình nên tắt cái vọng mic đi, tại vì khi nào ai nói thì mình bật mic lên để tránh bị nhiễu thầy ơi. Rồi vậy cũng được, hình như là có ai bình thường thì mình không bao giờ bị. Cũng có thể bạn nào xem mà bạn có cái video gì nhưng mà đang ở trong phòng á, thì bạn đang ở ngoài thì bạn có thể tắt mic, còn các bạn khác nếu mà không có tiếng nhiễu gì thì cứ để mic đi. Hình như bây giờ được rồi. Mọi người nghe nó không Đúng rồi thầy ơi, nhỉ? Được thầy ơi. À, okay. À, trở lại với nội dung thì mình đâu rồi ta? Mình nhấn mạnh là cái khóa học này á mình thiên về thực hành, tức là mình sẽ lý thuyết nhưng mà bên cạnh lý thuyết thì mình sẽ làm lab. Đó là cái cách mà mình bản thân mình khi mình tiếp cận với Kubernetes thì thực ra là mình học qua công việc. Và hầu như mọi người đọc các cái tài liệu thì mọi người cũng sẽ thấy là các cái giáo trình của Kubernetes thường thường người ta cũng phải dựa trên công việc thực tế, nên là mọi người chuẩn bị tinh thần là mình sẽ làm lab khá là nhiều. Và cuối khóa thì mình sẽ có một bài thi cũng có lý thuyết nhưng mà như mình đã nói thì nó cũng thiên về lab nhiều hơn. À, thì mình giới thiệu qua về nội dung của cái chi tiết hơn về cái khóa học này thì mình sẽ có khoảng 11 cái session lận. Thì
session đầu tiên, tức là sau sau cái khúc mà mình giới thiệu này á, về khóa học này á, thì mình sẽ hôm buổi hôm nay mình sẽ bắt đầu vào là về Kubernetes Essential, tức là những kiến thức cơ bản về Kubernetes. Nôm na là giống như mình sẽ giới thiệu về Kubernetes. Thì ở đây cũng thể có những người đã làm về Kubernetes nhiều rồi, cũng có những người chưa bao giờ làm về Kubernetes. Thì cái chương này thì nó sẽ tập trung về, mình sẽ giới thiệu về Kubernetes, tại sao mình sử dụng Kubernetes và những thứ liên quan. Bắt đầu từ phần 2 trở đi thì mình sẽ đi sâu hơn. Phần 2 thì mình sẽ đi về kiến trúc của Kubernetes. Phần 3 thì mình sẽ trực tiếp mình build một cái Kubernetes cluster. Đây là một cái lab mà nói chung là nó cũng khá là thú vị, và mọi người sẽ được hướng dẫn để build cái một cái Kubernetes cluster trên các cái VPS cloud mà bên INET cung cấp cho mọi người. Phần thứ chương thứ tư là mình sẽ làm về quản trị một cái Kubernetes cluster. Thứ năm là cluster communication, tức là những thứ về gọi là communicate bên trong cluster và với cluster với bên ngoài, nó sẽ liên quan đến networking, DNS và những thứ tương tự. Sau đó thì mình sẽ đi vào chương 6 là mình sẽ đi về pod scheduling. Thì lúc này thì mọi người có thể, mọi người cũng đã biết sơ sơ về Kubernetes, mà nên là mình những buổi sau thì cái chương này nó sẽ rõ hơn pod là gì, các thứ, pod scheduling là gì. Chương 7 thì mình sẽ là học cách triển khai một cái ứng dụng ở trên Kubernetes. Và phần chương 8 là mình sẽ quản lý dữ liệu ở trên Kubernetes. 9 mình sẽ bảo mật trên Kubernetes. Phần 10 là sẽ liên quan đến monitoring. Và phần 11 là cái phần cuối là mình sẽ dùng các cái kỹ thuật để mình troubleshoot ở với Kubernetes. Thì nội dung sơ lược của từng chương là như vậy, đúng không? Ví dụ chương này hôm nay mình học thì nó sẽ tập trung vào các nội dung, ví dụ như là mọi người sẽ ở đây là như mọi người đều đã có kiến thức về Docker rồi, đúng không? Hoặc là mọi người đã có thể là đã tham gia khóa học Docker Basic ở bên trung tâm. Thì như mọi người biết thì là khi học Kubernetes thì mình cũng phải có nền tảng về Docker. Thì cái chương này mình sẽ review lại một ít kiến thức về container nói chung và Docker nói riêng. Và sau đó thì mình sẽ giới thiệu về Kubernetes và một số cái concept cơ bản về Kubernetes. Nhưng mà tất nhiên là hôm nay thì mình sẽ không đi sâu vào chi tiết, và cũng chưa có hands-on lab về từng cái component của Kubernetes. Nên là cái buổi hôm nay là nó vẫn nặng về là overview. Từ buổi thứ hai thì lúc đó mình sẽ đi sâu hơn để tìm hiểu về kiến trúc của Kubernetes, về networking, về các cái API. Và mình cũng sẽ có một bài lắc mà gọi là mình làm quen với Kubernetes sử dụng command line, mà cụ thể đây là các cái kubectl. Thì đến chương đó mọi người sẽ được làm lab nhiều để mọi người hiểu được những cái command quan cơ bản và quan trọng nhất để làm việc với Kubernetes. Bởi vì như mọi người sau này mọi người sẽ biết là hầu như làm việc với Kubernetes thì chúng ta chủ yếu là chúng ta làm việc thông qua command line. Với người quản trị Kubernetes thì chủ yếu làm việc qua command line. Tất nhiên cũng có một số web UI, nhưng mà về các thao tác cơ bản thì cũng vẫn là CLI là chính. Đến phần 3 là mình sẽ học, các học viên sẽ tìm hiểu về các cái component của Kubernetes và những cái gói cài đặt, và sau đó là trực tiếp cài đặt một cái Kubernetes cluster 3 nốt trên 3 cái VM mình được cung cấp. Thì nói chung là cái bắt đầu từ phần 3 thì đó là một trong những cái lab mà nó, mình nghĩ là nó tương đối phức tạp và nó cũng khá là thú vị. Phần 4 thì hôm nay mình sẽ đi vào một số thao tác, ví dụ như mình upgrade một cái Kubernetes cluster như thế nào, mình upgrade OS như thế nào, mình backup, restore như thế nào. Và mình cũng có một cái lab liên quan đến cái bài học này. Chương 5 thì mình sẽ liên quan đến cluster communication, tức là về networking và những cái resource mà liên quan đến networking.
trong Kubernetes. Thứ sáu thì mình sẽ liên quan đến các cái resource mình chạy ở trong Kubernetes, mà đây chủ yếu là các cái workload. À, còn workload là gì thì sau này mọi người sẽ rõ. À, chương 7, chương này thì là mình bắt đầu đi vào thực tế của một việc phát triển một cái ứng dụng và triển khai nó ở trên Kubernetes thì như thế nào. Và thực hiện cái việc mà hầu như tất cả các DevOps đều phải làm, đó là khi mình update một cái application trên Kubernetes thì như thế nào. Đó là việc mà gọi là sau này chúng ta sẽ, ví dụ như mọi người là DevOps, mọi người sẽ biết là có CI/CD, thì cái việc mà rolling update là một bước trong cái bước CD. Chương 8 mình sẽ học về cái việc mình quản lý dữ liệu ở trên Kubernetes, ví dụ như các khái niệm ví dụ như là persistent volume hay là persistent volume claim. Thì bây giờ mọi người cũng chưa hình dung á, nhưng mà mọi người sẽ hiểu đó là cái cách mình quản lý dữ liệu ở trên Kubernetes như thế nào. Chương 9 mình sẽ tập trung về vấn đề bảo mật trong Kubernetes cluster. Như này nói chung nó cũng hơi nâng cao ngay thời điểm này. Mình giới thiệu qua là nó thiên về các cái giải pháp mà mình bảo mật nâng cao hơn trong khi mình sử dụng Kubernetes. Chương 10 thì như mọi người đã biết là khi mình triển khai mọi hệ thống không chỉ là Kubernetes, thì trong mọi hệ thống thông tin mình đều có hệ thống giám sát, monitoring, các giải pháp về monitoring, thì Kubernetes và logging thì Kubernetes cũng không là ngoại lệ. Chúng ta cũng phải có những cái giải pháp tương tự để dùng để monitor và quản lý log trên Kubernetes. Chương 10 mình sẽ tập trung vào cái việc mà giống như là khi là mọi người đã DevOps, nó là công việc gần như là daily, tức là mình cũng sẵn sàng phải bắt tay vào việc troubleshoot một cái sự cố về application hay về networking bên trong Kubernetes. À, thì đó là nội dung của 11 chương học mà mình sẽ học. Cộng với cái chương này nữa, mọi người có thể hiểu nó là 12 chương. Chương này là chương 0. Thì đó là nội dung của toàn bộ khóa học